Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thay đổi biểu tượng con trỏ chuột mà không cần dùng đến phần mềm. Quý vị có thể sử dụng Windows 7, Windows 8, Windows 10 đều có thể được. Rồi, quý vị hãy vào Start này. Quý vị vào cái phần cài đặt setting này. Rồi, ở đây quý vị chọn là device này, hoặc quý vị không thấy thì quý vị có thể nhập vào cái ô tìm kiếm. Rồi bây giờ quý vị hãy chọn là mouse này. Rồi ở đây sẽ có hai cái mục lựa chọn. Lựa chọn này, Addition Mouse Option. Đây, KTV sẽ vào cái này trước này. Quý vị có thể chọn cái tab thứ hai là pointer này. Thì ở đây quý vị có thể chọn ở cái dòng thứ nhất này, non này, là quý vị để mặc định. Còn quý vị muốn để to nhỏ này hoặc màu sắc thì tất cả nó ở đây. Ok chưa? Đó, đây là màu đen này. Đó, nó kèm thêm những cái hình này. Hoặc quý vị cũng có thể chọn vào cái browser để lấy cái hình ở trong Win. Đó, thì đây là những cái hình mặc định ở trong cái hệ điều hành. Ok chưa? Quý vị có thể chọn cái to nhỏ. Đó, màu trắng, màu đen. Ok. Khi lựa chọn xong, quý vị vào chỉ việc bấm này, apply này và ok. Đó. Rồi, đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai. Cách thứ hai này. Quý vị vào cái Adjust Mouse and Cursor Size này. Thì ở đây, quý vị có thể lựa chọn cái kích cỡ con trỏ chuột to nhỏ này. Quý vị chỉ việc kéo lên hoặc kéo xuống. Đó, quý vị kéo lên để cho con trỏ chuột nó to lên này. Ví dụ KTV sẽ kéo lên hết cỡ này. Đó, quý vị thấy chưa? Nó rất chi là lớn. Rồi bây giờ KTV sẽ kéo xuống. Đó, nó sẽ nhỏ đi. Và kéo về số 1. Thì nó rất chi là nhỏ. Ok chưa? Rồi thì ở đây KTV sẽ để nó là số 6 đi. Đó, để số 6. Và quý vị có thể chọn cái màu sắc hoặc cách hiển thị ở đây. Ok chưa? Thì đây là màu đen này, màu trắng này. Và đây là pha màu nửa đen nửa trắng. Còn đây là màu sắc này. Rồi, KTV sẽ chọn cái màu sắc này đi. Đây, quý vị có thể chọn màu hiển thị đây. Đó. Ok. Rồi, KTV sẽ chọn cái màu vàng đi. Ok chưa? Rồi, quý vị có thể chọn mũi tên để trở lại này. Đó. Thì ở hai cái này, quý vị chỉ nên sử dụng một cái lựa chọn thôi. Quý vị chọn cái dưới hoặc là cái trên. Đó, cái dưới thì cái hiển thị nó nhỏ hơn. Và cái trên thì KTV sẽ chọn cái trên này và nó sẽ hiển thị to hơn. Quý vị có thể tùy chọn được kích cỡ con trỏ chuột. Ok, rồi KTV sẽ kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.